Làm màu vậy thưa quý vị. Dạ thật sự cái clip này mục đích của nó chính là review cái đoạn clip ở ngoài Sunny. Quá trình người đang lên chửi cũng quá trình người đang lên làm này làm nọ đồ ha. Thì ngày hôm nay em sẽ review cho những người mà không muốn xem, có nhiều người ý tự trọng người ta rất là cao, người ta không tò mò luôn. Thì em sẽ để cho mọi người với một cái hình thể trong sáng như vậy ha. Và mọi người cũng đừng nên xem. Thật sự cái này là điều em khuyên thật. Người đã từng xem có nghĩa là người đã cái chiếu đã trải trước rồi, khuyên cái chiếu này đừng có trải ngay chỗ này. Thúi lắm, dơ lắm, thật sự ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì đầu tiên á, trời ơi, mệt ghê, bấm dừng lại cái giờ làm cái cũng bị gan vậy quý vị. Người vậy đó. Dạ. Thì đầu tiên là vậy để quý vị ha. Là trong cái cảnh thoát loạn đó là phải gọi là tập thể, có rất là nhiều anh trai cũng rất là nhiều gái tướng cũng ngon, nói chung cũng ngon nhưng mà không có nhìn được mặt. Với lại clip bạn em nó gửi qua nó rất là mờ, em nhìn không có rõ. Cái clip đầu tiên mà em coi được chính là clip một anh kia vẫn còn mặc cái quần đùi ngang đây ha, cái quần đùi ngang đây, ngang hết đây chứ, ngang đầu gối, ngồi đây cái ghế ngồi dựa ha. Anh ngồi anh dựa gì ha, anh ngồi anh dựa gì Phan, từ từ lỡ rồi diễn tả cho nó chân thật. Đây là cái đầu của ảnh nha, tại vì em cho dù em làm cỡ nào cho nữa em vẫn đáng yêu hơn, vẫn sạch sẽ hơn là những cái người đó đúng không? Đáng yêu là cái clip được gốc đúng không mọi người? Ha. Ông ngồi như vậy, cái đầu của ổng đây. Ý cái này cái mỏ của ổng đi. Thôi đi nhưng mà đưa ra là vậy được, mình tượng trưng thôi. Như vậy này ha, con đó ở chằn ở chuồng hay nó mang cái guốc chà bá lửa em ở nhà mà không có guốc tại em đàn ông. Ừ. Nó lưa chuồng ha. Nó chuồng gì nè mấy chị, nó chuồng ngay cái mặt của ổng nè mà em không có biết là ông có hút cháo gì được không? Em chỉ thấy ông làm ông làm như heo nọc chứ đó mấy chị. Trời ơi ông làm ông như heo nọc gì đó. Nhìn nó cười lắm. Em nghe là không biết ông có hút được miếng nào không? Miếng máu kinh cái đó được, miếng máu kinh nào có đó không? Mà em thấy trời ơi cười chết mấy chị ơi. Rồi ha. Xong ha, rồi qua cái cảnh khác. Qua cảnh khác thì mấy anh đó đang ngồi là mấy nhỏ này cũng như là đứng nhảy gì nè. Clip này thì em coi không rõ, nói chung là em chỉ coi được cái clip đầu là rõ thì em chỉ biết thấy ông kia là ông nằm xong rồi tay chân để gì nè. Ông mặc ông gì nè. Còn nhỏ thì cái lúc mà nó mang đôi guốc nó bước ngay cái hán cổng em tưởng nó đạp lên cái đùm của ông cái là em nói chết mẹ luôn. Em nó đạp ngay cái đùm là xui luôn, chợ tốn tiền mà còn bị đau đớn nữa đó. Đau đớn nữa đó ha. Rồi clip kia thì mấy chị đĩ này là mặc bikini. Không biết có mặc quần không nhớ rõ tại vì nói chung là coi sơ thôi, đứng nhảy nha. Trời ơi mấy chị ơi ghê lắm đừng coi nha, coi cái clip em thôi, không nên coi clip gốc, không nên coi, đặc biệt đang trong thời điểm nhạy cảm như vậy. Clip này yên tâm 1-2 ngày nữa thôi công an sẽ vào cuộc hoặc là Facebook sẽ khóa liền cái clip này. Tại vì cái clip này là một cái clip rất là phản cảm, nó như một cái clip sét vậy đó, cho nên là với lại những ai mà đang lan truyền cái clip này em khuyên thật lòng mọi người. Cái này là bạn em chỉ gửi qua cho em xong xuôi rồi đó, em cũng không thèm gửi cho ai. Hồi đó em còn gửi, còn bây giờ Facebook rất là khó. Bây giờ tin nhắn mà mọi người thu hồi về rồi, mọi người đã xóa rồi đó, người ta vẫn có thể báo cáo cái tin nhắn đó được. Nhiều khi mọi người gửi cho người A, người B qua tới người C nó khốn nạn, nó báo cáo là nội dung phản cảm, nội dung hoạt động tình dục rồi là mấy chị. Một, cái nick mấy chị không có bảo mật, nó sẽ bị bay nick, là mấy chị phải tạo nick mới. Hai, nick mấy chị có bảo mật, mấy chị sẽ bị chặn tính năng nhắn tin hoặc là tính năng này nọ đồ đó. Đó, cho nên là thôi đi, mình chia sẻ những cái tốt đẹp ha. Chia sẻ những cái mà bây giờ nhà nước đang cần chúng ta thực hiện. Đó chính là ai đâu ở yên đó nha. Ừ, ra đường nhớ mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Hả? Cách người ta 2 mét khi nói chuyện tiếp xúc nha. Không tụ tập đông người đó, mình nên lan truyền cái đó, đừng có lan truyền mấy cái này. Em cảm thấy là Việt Nam mình sao đó, thật sự cái lúc mà dịch á, dịch để mà yêu cầu mọi người ấy này nọ, mọi người đâu có làm. Mọi người những cái chuyện này ha, trong vòng tiếng đồng hồ cả nước Việt Nam biết hay ghê.